chân trên đường, thênh thang trên từng con phố. Hello. Tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió mơ hơi. Chỉ nghe thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Hãy thức giấc đón chào anh dương, ngày mai đến rồi. Hãy mỉm cười với bao chuyện đời, hãy thật lòng nói xin cảm ơn. Hello Mika, ngày nắng ngủ của ta. Hãy thứ tha lỗi lầm, hãy cho đèn yêu thương. Sẽ có những sóng gió phía trước, hãy cố gắng bước thank qua. Thank you Mika, chúng ta tặng mọi người mới cho. Thấy bầu trời này biết bao. Thế nhưng mình cả hiện nay vui vậy hả? Đôi đã bao lần tiếng nhạc vui, khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống ôi sao tuyệt vời và mọi người thật tươi vui. Hello Vigo, giờ là afternoon morning của tôi. Hãy thật lòng nói xin cảm ơn, hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm, hãy trao đèn yêu thương. Sẽ có những sóng gió phía trước, trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi, hãy nói tôi yêu mọi người. Hãy mỉm cười với bao chuyện đời, hãy thật lòng nói xin cảm ơn, hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm, hãy cho đời yêu thương. Sẽ có những sóng gió phía trước, em bé chứ không làm vợ cũng không làm chồng, hôm nay làm em bé cho mọi người. Hello tất cả mọi người mới vô rồi mà mọi người ơi, ngày hôm nay của mọi người thế nào? Hy vọng là khi mà mọi người bước vào room em sẽ thật là nhiều năng lượng nhé cả nhà mình ơi. Hello mọi người, bé ngủ nghỉ chưa? Dạ chưa, em mới dậy luôn, em like luôn, em mệt quá trời luôn, nhưng mà em người em bây giờ nó nhức từ đầu tới chân luôn. Sáng nay em dậy không nổi thật. Sáng nay em dậy không nổi. Hello chị Yến Rube, hello Rua, hello Kim Chi, hello Gạo, hello Lạc, hello Nắng, hello User, hello Bắp Ngô. Đây mặc đồ lạ vậy đó. Ở đây mặc đồ của Tre. TikTok lên thì em thấy chị Na comment trong bài viết của em rồi mọi người ơi, chị Na đã xuất hiện rồi. I'll be waiting till I hear you say I do.
Giờ chồng hỏi cái gì mà hỏi, hồi nãy không chịu vô sớm nghe, bây giờ vô muộn rồi. Ủa nói làm em bé mà đổi nhanh vậy? Em bé nhưng mà vẫn là chồng của ông ta mà. Chồng của Lý Quý Nhân rồi này kia thì vẫn phải làm chồng nó được chứ. Tại sao mà tự nhiên cái làm em bé của tụi nó được? Hello anh à, bây giờ lâu chưa, lâu lắm rồi mà. Bị lâu lắm rồi đó, chuẩn bị bây giờ ta trả lời comment mày cái nữa, ta bị nặng hơn nữa nè. Này có vô chào mà không chào lại không có thấy. Bây giờ chào nha, chào Lý Quý Nhân của anh. Alo, chào bà, chào bấm nhỏ nha, hello mọi người. Chào bé Bụn, nó không phải bé Bụn. Lên Trăng. Em là Hà Vân đây. Ủa sao đổi tên kỳ vậy? Đại ca like hồi nào? Mới like. Hát bọng sản number one hả? Mới like mà bác hát bài gì nặng như bà. Hồi tối xíu không like mẹ em buồn hả xí vậy? Nên nhìn xíu cưng quá à. Dạ xin cảm ơn. Kính mới đó mọi người, kính mới nè. Ui quà mới hả? Đi đến cuối nhiều khi kiếm đâu cô tích trên đời. Hello chị Hà Tú ơi. Good morning. Good afternoon chị Hà. Hello xíu from Malaysia. Hello Malaysia. Hello em cảm ơn chị này giờ thương quá đúng là chồng em mà. Em cảm ơn chị Yến đã đăng ký cho em. Ủa tôi thấy chị đang comment bình thường mà làm gì bà vui dữ vậy. Có người. Em cảm ơn chị Hà, đại ca xinh quá, cảm ơn bà, hello bà. Nhưng mà hôm bữa vô chị Na mất tích đó, bây giờ chị Na xuất hiện á, giống như chị Na đang chơi trò chơi kéo đẩy với mình đó mọi người. Mình càng kéo là chị Na càng căng, nên là mình bây giờ mình đẩy ra là chị Na bắt buộc phải kéo căng lại, vâng. Nên là mình đang chị mình với chị Na đang chơi trò kéo đẩy về mọi người tình yêu mà. Yêu anh chẳng cần phải lo lắng thì anh ở đây rồi. Ai kiếm ai đẩy hủ nhá. Đường này sâu nhé. Ngày đầu tiên mình chung sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời. Nổi da cả sáu à. Một nhịp thì ta có đời. Chị đang chơi trò chống tìm đúng không? Người ta nói là như này mọi người, người ta nói là theo tình chạy mà chạy tình theo đúng không? Thế nên là đối với chị Na là mình phải cứ phải chạy hoài vậy đó. Khi nào mà thí dụ như chị Na chạy tới mình giờ mình dừng lại một chút, mình nhấp nhả một chút, sau đó là mình chạy tiếp. À, vậy thì chị Na mới theo được chứ không là chị Na chạy mất. Gì vậy? Thẻ xanh là cái thẻ màu xanh đó. Cái thẻ màu xanh đó bạn biết hả? Ví dụ như là giấy phép lái xe. Bữa em gặp chị xíu ở đám cưới chị Ly, dễ thương quá trời, nói chuyện nhỏ nhẹ. Cảm ơn em.
hôm qua mới đi cáp các mọi người. Vậy cũng được hả? Giấy phép lái xe là màu xanh. Ủa, giấy tờ xe màu xanh mà đúng không? Giấy tờ xe màu xanh mà đúng không? Tôi đã có bằng rồi mà tôi biết giấy phép lái xe màu gì tôi chưa có bằng xe máy nữa. Trời ơi trời, đó là lý do tại sao tôi không biết giấy phép lái xe màu gì đó. Đúng, có bằng lái rồi mình biết. Mình biết tình yêu là tình yêu. Màu vàng gì giờ đổi rồi. Khiến cho cô này ấy trở thành cái người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Cảm ơn Aurora, cảm ơn ly quý nhân của ta. Em biết không, năm hồi đó anh đang thấy cô đơn. Hello tất cả mọi người mới vô à? À, cảm ơn Vân. Gặp nhau chẳng ai còn cô đơn. Em biết không, đôi lời nói ở trong trái tim anh. Hôm nay chị mặc giấy của Lý Quý Nhân tặng nè. Anh yêu em bằng tất cả chân thành. Khi từ lúc em sẽ nói lời chào, đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có anh và em hỡi, nay mình đã lên vợ, lên chồng. Chồng thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không? Cảm ơn Hồng và cảm ơn tất cả mọi người ạ. Hello Nguyễn Trân, Gia Hâm. Hello Thu Huyền, hello tất cả mọi người mới vô ạ. Cả nhà mình ơi, mọi người bấm tay vô màn hình máy chấm cả giúp em và mọi người chia sẻ giúp em nha. Cả gia đình mình ơi, em cảm ơn gia đình mình ạ. À. Cảm ơn Hồng Tôn. Đưa người giống anh mà thật ra người may mắn là anh nha. Và em biết không, ai cũng thấy anh đẹp trai sáng ngời. Trương Thành Vương, cảm ơn mọi người đã chia sẻ nay vui dữ tài. Giờ mặt có da có thịt nhìn cưng quá hả? Vẫn chưa có lắm. Mọi người ơi, từ lúc em sang nói lời chào, đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có anh và em hỡi, nay mình đã nên vợ nên chồng thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Ly biết không, biết không Ly, hãy nhớ luôn thật trân trọng. Ly biết không. Để nào về Việt Nam tỏ tình xíu xíu cái đã, lẹ lên chứ không anh chị có bồ á. Mau lên xíu mà tăng 5kg nữa. Trời, 5kg nữa là 50kg hả? Nên chồng sẽ nhớ luôn chật chân trọng. Ly biết không, hương đi ngồi dế đây. Nói lời chào, đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Để coi và em thấy xin lệ 5 cái Univeo hả? Nên chồng sẽ nhớ luôn thật chân trọng. Ly biết không. Ly là ai vậy? Ly là vợ tôi á. Ly là vợ tôi nè. Ly ơi, comment lên cho mọi người thấy em là ai đi. Dạ, Ly là vợ em ạ. À. Em... Ai ghi comment của vợ em lên với mọi người đó. Kệ. Đó, Ly đó là vợ tôi á. Thế My là ai? My cũng là vợ tôi luôn. My cũng là vợ. Xíu toàn giỡn. Đang săn vé. Ủa. Tất cả là giờ anh hết, tự nhiên vé hết nha. Còn đi mà. Còn đi. Thế Mu là ai nữa? Mu là ai? Tên nghe lạ dữ. Mu là ai vậy ta? Ủa nè, là thẻ xanh đó. Ồ, Ly, đúng rồi, Ly nó chưa có thể xanh. Ly chưa có thể xanh. Ly nó còn đang diện du học, bay ơi. Bố là ai kìa? Bố lại cứ này gặp không? Ơi em yêu, anh
xíu xíu, how are you? I'm good. Thank you, how are you today? Buông thất vọng. Khi nào có áo bà âm vui cho vui vẻ. Buông đau lòng một chút. Trong đây vợ xíu hết á, trừ mấy chị lớn, đúng vậy. Ở trong room này là toàn bộ là vợ tôi hết. Ưng chồng ưng vợ vậy tôi cũng biết tôi dài nào nữa. Nó hứng lên cái nó kêu tôi bằng vợ, cái nó hứng lên cái bữa nào tôi mặc HV, mặc đồ đã âm mềm mềm một chút, mặc đồ có vẻ công một chút là tụi nó kêu chồng ơi đẹp trai quá chồng ơi, tao không biết thù dài gì luôn. Yêu anh mất rồi hả? Chơi bùng binh rồi, room này chơi bùng binh lắm. Ủa rồi rồi con ly vợ tại đâu, nó chạy nó mất tiêu rồi. Chẳng chờ gì trong ấy em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau đi. Yes I do. Đừng ngại ngùng gọi tên em đi, Ly Quý Nhân. À mà yêu em vợ anh, em sẽ là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì. Yes, I do. Xíu làm tớp được tao xỉu liền á. Bây giờ muốn làm tớp không? Bây giờ muốn làm tớp không? Bây giờ muốn làm tớp không? Tôi làm được rồi. Từ từ để tôi khui hàng thử hôm nay tôi nhận được cái gì nữa nè. Muốn hả? Đâu làm coi đợi một chút. Phải đợi một chút xong thủ tục cái đi. Thì hãy nhớ luôn thật trân trọng, em biết không? Rồi. Cái gì đây? Cái đồ cột tóc. Sao nó nôm hỏng một khúc thì đáng nói ở trong cái hình á. Ở trong cái hình là nó đầy lên vậy nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ở trong hình là nó đầy lên nè nè. Xong ở trong nó gửi cho em hỏng một khúc. Bịp. Bịp thật. Nghe mẹ nói mệt quá mẹ hả? Ừ mẹ cũng mệt quá, con đi, con không muốn nghe thì con ra chỗ khác đi chứ. Con nói một hầu nữa là mẹ chửi cho con nghe đó. Nghe chưa con? Con đi ra chỗ khác đi chứ mẹ chửi giỏi lắm, con yên tâm. Con cái nhất dại quá hà. Ừ. Có đứa con cái nào mà mất dại vậy hết trơn á. Tao biết vậy, hồi đó tao đẻ ra cái hộp thịt lộn tao ăn cho nó đã tao. Cái này là sữa tắp. Sữa tắp. Ồ sữa tắp. Để bỏ vô đây. Rồi. Tự nhiên cứ nhớ mẹ nghe. Không mua te nha, không mua te nha kệ. Cái này là mua biết để ăn chi không? Cái này mua biết để ăn chi không? Kẹp cái máy lên cho nó phầm. Đó. Rồi. Cái này là mua để massage da đầu, bộ đầu. Đó. Tiếp tục. Cái gì nữa đây? Đừng. Bữa nay muốn làm chồng không? Bữa nay tụi em muốn tao tớp không? Nhét ngược nó vào đi mẹ hả? Ừ mẹ cũng muốn nhét ngược nó vào quá. Con cái. Cái này chồng hay vợ vậy? Làm tớp đi hả? Bữa nay làm tớp hả? Bữa nay làm tớp hả? Phải rộng hả? Cái này làm tớp được không? Không, cái này là không làm tớp được đâu. Đợi khúc tớp hơi lâu hả? Đang kiếm đồ tớp đây.
Cái này không tóp được luôn, không tóp được, không tóp được. Cái gì trời? Cái này để đi lấp được, mấy đứa cái này để đi lấp được. Ngon 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 ngon. Cái này đi lấp. Chưa tới khúc tóp hả? Cái đó tóp được rồi nữa. Không, cũng mong qua cũng không tóp được. À cái quần. cái quần. Ủa sao tôi mua hai cái giống nhau vậy? Không có cái nào tóp được luôn, mấy đứa không có nào tóp được luôn. Treo chị. Tiếp tục. Cái gì kia cho cục tóc kìa. Cũng tóp mà, tóp nhúng mà, tóp nhúng. Tóp nhúng. Mà khỏi tóp mà, từ từ tóp mà. Tôi có mua đồ mà, tôi có mua đồ tóp mà, mấy bạn yên tâm. Đợi chút. Cái gì phải có sự từ từ chứ. Cái gì mà nôn nóng dưới trời. Ủa Phan, cái đơn đó là 4 cái hả? Được coi thử. Mẫu ngày nhận 4-5 đơn gì đó. Anh shipper anh quen mặt luôn rồi. Tôi nhắn tin anh shipper, anh bữa nay anh không thèm gọi điện cho tôi nữa. Anh gần tới nơi là anh nhắn cái số tiền vô điện thoại tôi, xong anh nhét đồ vô cửa. Xong rồi cái sáng anh đi một cử, chiều anh đi một cử, cái hồi chiều qua anh đi vô tới. Hồi chiều qua anh vô tới cái anh gọi tôi, anh thấy anh nhét vô không được cái anh gọi tôi. Cái tôi nhắn lại, nữa hả? Anh kêu có nhiều đâu hả? KKK. Shipper nhắn cho tôi có nhiêu đâu à, KKK. Mua bikini chưa mẹ, bữa giờ con ơi. Mua 80 bộ rồi. Rồi chuẩn bị mua thêm tủ để đồ. Tức cười chết. À cái này không được, cái này không được. Cái này không được ba ơi. Cái này. Ủa cái này là gì? Yeah. Cái này không được. Rồi tóm lại cái đồ được tóp không từ từ. Cứ cho anh thời gian, không cần phải suy nghĩ, chắc chắn là em nợ anh phải thế nào, đã là nợ thì phải có lại trả lời. Bikini. Không được. Bí mật. Lời hay giờ thì nhẹ. Mày tóm lẹ đi cho tôi đi ngủ đi. Con nít che mắt lại đấm. Liệu anh có dài, xin vía gầy của đại ca. Tôi mua 80 bộ bikini rồi đó. Tốt chưa? Từ từ. Một, hai, ba, bốn. Lại là bikini. Một nè, hai, ba, bốn đủ. Ê, tính ra không có nào tớp luôn mấy bà. Không có nào tớp luôn. Không có nào tớp luôn. Ê, hình như cái này bữa chị mua rồi mà đúng không? Ê, tính ra mua rồi xong cái mua lại luôn á. Mình tua như tanh tới khúc tớp từ từ em. Mình mua cái gì đâu không vậy trời. Yeah, cái này xin nha, cái này xin. Đợi hơi lâu rồi đé tơ tơ. Đó là lý do giỏi hàng 99 cộng hoài hả?
Giờ bây giờ tôi đi làm chồng mấy bà đây, mấy bà đợi một chút. Không ấy mình khỏi luôn, ừ mấy mình khỏi đi. Đợi khúc tóp chắc chắn sao mai à. Bây giờ muốn làm tóp không? Bây giờ muốn tóp không? Muốn tóp thì đợi. Bây giờ muốn tóp không? Ai cho nè muốn. Muốn à? Nhưng mà bữa nay uống tóc bánh bèo mất rồi. Bằng áo sơ mi đó chị hả? Lại là sơ mi hả? Kính mua ở đâu vậy bạn? Ở Vincom. Thằng mà thôi. Đại ca tóp đi em đi mít hả? Tính ra mua đồ ra Nha Trang ở luôn hả? Đấm. Hết chưa ta? Hết rồi đúng không? Mình khui hết rồi đúng không? Không cần nghĩ suy. Mua có nhiều đâu à? Cần. Có nhiều đâu. Mặc sơ mi mà thêm cái vest nữa là xỉu hả? Để thử nha, để thử nha. Từ từ từ, để thử nha. Nghe nhạc tạm nha. Trí, lên live Trí. Lên ngồi cho chị chút xíu đi. Nhà cám ra. Quay cám ra. Không. Lạc vào tim mình lẻ loi, đằng sau chứa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart breaking slowly. Chầm chầm bờ môi khẽ. Con lì ghê, hôm nay mày đi hiện rồi ấy, sao mày hết đi ẩn rồi? Hello mọi người. Khổ ấy. Ok. Rồi, hello mọi người. Áo đẹp vậy chứ rồi, cảm ơn chị. Hello chị Mai Trinh, hello mọi người. Lâu lắm rồi mới thấy dây tóc ngắn nha. Vậy em mới ngủ. Hả? Đâu, cái thay cái giường không em? Hello thì Trinh đi. Hello mối một mình thì Trinh ơi cô tư. Bị kỳ không? Chị ơi hôm qua Trớn ơi Trớn với mama bị đây mời em BK xem rồi cái thua cái trốn chạy. Hai người đã dám chạy nè chị. Chết ông mét. Idol chào em đi. Ủa đi ẩn rồi hả? Đi ẩn rồi hả? Đi ẩn rồi hả? Mét nữa. Chơi mà mét. Phải mét thôi. Ê tự nhiên này không có lóng mi giờ có lóng mi rồi nè. Chí vào đi thôi. Biết rồi hỏi hoài. Mama chạy với bộ Trớn cũng chạy mà Trớn nói. Hello Hoàng Thái Hậu Thi Trinh. Cảm ơn HM nha. Ui là tốt chưa? Từ từ má. Là tốt chưa vậy? Tốt nhúc. Tốt nhúc. Từ từ chứ. Không phải muốn tốt là tốt liền được mày. Là sẽ bay là bay nữa. Thôi đổi nhạc rồi, nhạc dở quá. Danh từ nghĩa đen ai cũng hiểu. Nghĩa bóng là từ nam giới. Nô hề chị với cái về đi mà. Hào khỏi. Hello Nari. Hello mọi người. Chớ đừng có láo.
Chớn chạy, mama chạy trước nha, chớn chạy sau. Baby, vui vẻ biết cách thu. Không, tôi nghe bài em bé. Láo hôn nào. Chớn cho ai, chớn. Mở nhạc cho top đi chí hả? Nhạc top là mạc chị, nhạc gì hả? Mama ơi. Mama đâu, mama comment lại là tôi lóc nè. Hello lobster, hello chị. Ê, con rùi chị ơi, con rùi để em. Ai cho ta một xíu. Đâu rồi chào. Con rùi. Mày vừa lắm. Con rùi. Mày vừa lắm. Mày vừa lắm. Kiếp nạn của con rùi. Má kêu chào. Ác dữ. Chỉ rồi con rùi rồi con muỗi vô nó cắn sao. Tự nhiên lâu ra bên đây có thì trời. Thì phải chết tóc nhúc. Là sao được. Đúng rồi, chồng xíu đó. Mình là chồng chị xíu. Mình là quá chồng em xíu chứ lộn chồng chị xíu là sao má. Chồng gì má. Nói chồng mà chồng chị xíu. Nói gì bà. Chồng chắc chồng nợ. Là sao vậy? Là gì đó kêu. Ây nó mất. Nó có filter nhưng mà nó không có mi nè. Hello Nguyễn My. Love you baby baby. Ây. Là em bé không có nghĩa là không cần lớn. Phải đủ lớn ta mới nhận ra hạnh phúc không chỉ đến từ may mắn mà còn cần. Bài hồi nãy kêu mở bài gì ta? Lùi thế gì đó. Gì ta? Để coi. Nhưng mà Ngân ơi, bài gì Ngân? Bài gì? Bài gì Ngân? Ngân ơi. Lê Thị Ly. Ok. Là bài gì vậy? Là bài gì? Ông nội ơi. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Bài gì? Ra bài đây nè. Ok bài đây hả? Ông nội ơi. Là Lưu Ly, ok. Đấy nè, thì tôi bấm mày đấy đâu nè. Dạ chưa chị, mẹ có em chưa? Nấu xong rồi mẹ em chưa ăn á. Cho chị ăn rồi mang luôn.
mọi người chờ coi tóc nhúng mà sao mọi người hay nói vậy quá. Hello Na, hơi lâu à. Chỉnh áp viết hơi lâu mọi người ơi. Lâu thiệt. Bye mọi người. Chơi đùa chơi đùa thôi à, xin đừng chơi đùa tôi mà. Nên dám lòng tin vào nơi vực sâu sùng say mình đâu thành nhau nhà luôn là tôi. Đau lòng nhưng mà thôi, tin là tôi là tôi, tin là nơi là nơi. Họ lại xem tôi như con thơ, đập đầu đứng lấy tôi mong chờ. Sẽ vì tôi mộng mơ, vì tình yêu nơi tôi tôn thờ. Cùng thành tình vỡ tan, trở về với cung mặt tan thương. Nhìn hành trình dở dang, chơi bé hay những lời tan thương. Để mang sâu đau cho mình biết rằng người thương em xưa giờ đây chẳng còn. Đào sâu mơ em còn ngỡ ngỡ. Ủa sao nó bự vậy? Sao nó bự vậy? Trời ơi, con ngại. Không được nè. Thôi được rồi. Tóc này tóc gầm, ừ. Tại vì tóc uống á. Tại vì tóc uống á. Rồi hết hồn mày. Giờ chỉ là dùng họ chơi con tim em vào xiên gốc em tìm đến gấp vui cho đời hoàng. Oh my god. Trên tiền công em đã từng ở từ hoàng kim, từng xảy ra đời cùng đàn chim. Giờ nhìn lại thì em có gì không một ai biết, không người hàng huyên em. Được chạy theo con dốc em đã từng là một đàn tiên. Em chạy và cười như con ngốc, anh nghe rồi khóc như một thằng điên em. Được chạy theo con dốc em đã từng là một đàn tiên. Em chạy và cười như con ngốc, anh nghe rồi khóc như một thằng điên. Thấm hộp, cái này không hộp. Cho em mụn nửa tớp hả? Cái này là gọi là gì ạ? À? Trói im lủng lẳng bên hao ở Đà Nẵng. Những cái cách mà lòng người phần thân cố lấy nhau. Nữa. Của tao nha mày ơi. Xuất sắc. Quá đã ơi. Biết vậy này để tóc thẳng. Em bị khờ mọi người nhường em. Quá đẹp ơi, chơi mụn đi hơn, chơi được. Nó đang mọc lên cái mụn mới nữa, mọi người thấy không? Chỗ đó nữa rồi, lại sắp dặn cái mỏ đó rồi. Tạm tạm mẹ ơi. Em có sổ hồn kìa mọi người nhìn em. Dưới làm gì cũng thấy đẹp mà. Áo trầm mùa đầu ấy xíu không nhớ nữa, lâu lắm rồi. Em như tờ trời, phấp phới em bay giữa đời, cho mình sẽ cứ thân nơi nào. Chị ơi, gà cái này lại là gì cái? Một câu hỏi em chẳng thấy trả lời, người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh, mà sao chẳng níu tay giữ được một mối tình? Em hóa thân cũng hay rồi, em sống lại cũng hay rồi, nhưng sao chẳng thấy? Em hết liên dĩ luôn. Chuyện tôi tên rắn hả? Tên em như đại minh tinh, đâu chẳng tin mà sao vụn vỡ trong em vì một chữ tình. Em nên đau đớn trong sân khấu vẫn cứ xoay vòng. Tụi bay xe da của tao. Tươi với tay muôn vạn người. Đại minh tinh đang khóc hay đang cười? Chị Phật. Đại minh tinh đang khóc hay đang cười? Sao anh không chỉ thấu hiểu
cho em một lần sao anh không? Chịu ngồi lắng nghe em một lần sao anh không? Đáp giả Bồ Tát nhưng mà cái yêu chân tình đi. Xong rồi, thêm nhiều gian khó. Có lúc thấy em như vô hình, đứng giữa cuộc tình chúng mình, nước mắt cứ rơi trong vô. Ai đưa cuốn sách sử dụng nhan sắc? Vì anh đâu cần em đúng không anh? Người ta thường nhắc tên em như. Cha lấy cho chị mượn sách đi Trí. Mà sao chẳng níu tay giữ được một mối tình? Mấy đứa nắp mà bịt mắt lại nha, dưới hai cái năm bịt mắt lại cho tao. Rồi nhưng sao chẳng thế sống hay cuộc đời mình, truyền thông thường viết tên em như đại minh tinh. Đâu trong tim mà sao vụn vỡ trong em vì một chữ tình. Em nên đau đớn trong lòng, sân khấu vẫn cứ xoay vòng, môi em cười với tay bên bạn tình yêu không hay đang cười. Trái em lủng lẳng bên ha Đà Nẵng. Đầm trắng chị mua ở đâu vậy hả? Đầm trắng nào vậy? Chị ơi em sắp không xong rồi. Tụi bay lưu giờ học công để tao mở cửa hả? Người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh. Chồng ơi mắc đẻ. Ây da, khó chịu quá. Ý đại ca, kéo áo ra đẹp hơn á hả? Em có sổ hộ nghèo mọi người nhường em với hả? Hey, người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh. Thôi, mình đàng hoàng lại đi chứ má cầm bị quánh cái giá nữa. Nè Trí, treo lên, đàng hoàng lại. Đàng hoàng chưa, cài áo lại. Từ. Đàng hoàng lại. Rồi. Chia hàng đội tuổi chưa? Tôi có bà Bích hả? Chăm mình gái là rồi. Nếu họ chứng minh về một mối quan hệ 50-50 thì đó là mối quan hệ mà hai người có tình cảm với nhau nhưng lại sợ tiến thêm một bước. Mối quan hệ kiểu này khiến ta thẫn thờ vì về bản chất là ta không biết nó sẽ đi về đâu. Làm sao vậy mẹ có? Đầm trắng video nhẩm nhẽo hả? Đầm trắng nào ta? Đầm trắng nào ta? Đầm trắng nào ta? Đầm trắng nhẩm nhẽo là đầm trắng nào?
đầu. Nỗi đau đã cạn, cơn mưa trong tim cũng đã tan. Anh bán đi mọi nỗi buồn để chẳng còn gì ngoài thanh thản. Em ơi anh muốn muốn tôi đến em không phải thật tình. Muốn quên một bóng hình anh để lại trong tim. Anh không thể đêm đã cố bấy nhiêu đêm phải kìm kìm thêm một lý do cho cuộc tình không. Người hứa với tôi câu thủy chung những dấu con tim đang cay nỗi ê chê.
chồng hát như vậy không nghe hình rồi. Đừng có quan tâm cái giọng hát. Bài này hợp đây. Ngày tháng mai trôi theo hình dung kia, nụ cười xinh bờ môi cong dáng em yêu kiều, chọn bông hoa sắc hương này giữ mãi cho riêng mình em thôi. Lời yêu thương có đơn phương với em không? Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu? Nhắc mình đi BK là bao mình trọn gói nè. Bạn có cỡ fan vậy không? Bảo đảo bừng một chút. Ok chứ. Bạn Let's bạn go. Tưởng bạn có mình không có sao? Đảo bừng một chút. Ok. Xin lỗi bạn, chứng fan mình hơi bị nhiều. Gung tay luôn á mọi người ơi. Đâu? Gung tay luôn á mọi người ơi. Mà đọc đội chị đi keo. Đây, đang mời đọc đội. Đang mời fan của chị. Đây là fan của chị. Trời ơi. Lên luôn mình lên. Cô sao? Hồi ai vậy? Chị Linh Chi. Idol mới của tôi. Hello. Xin phép mình xíu nha. Xin phép gì mà xin phép? Ai đang con lấy được cái idol đó hai ơi. Ủa? Dạ chào cô. Dạ chào cô. Từ từ khúc này từ từ. Chết thì chí thì cứu ta. Chào cô. Dạ chào cô. Dạ con chào cô. Hello lần sau. Idol là sao? Anh ơi sao anh không nói chuyện nữa anh ơi anh nói chuyện đi trời ơi cung tay luôn kìa cô gì vậy xíu ơi cẩn thận xíu ơi kìa ai đồ tới ngoài hai ngoại con lấy ai đồ nè ngoại dạ anh chào ngoại hello ngoại dạ dạ anh chào ngoại xíu ơi con né lại ai đồ của con sai luôn trời ơi ảnh không nói chuyện luôn á không hiểu luôn chơi gì mấy bà ơi nhấp tay mọi người nhấp tay chơi gì chơi vậy nhấp tay mọi người nhấp tay mọi người mọi người nhấp tay đi đừng nói chứ đừng để em sao nhập viện trước chắp tay nha ơi chắp tay nha mọi người ơi trời đất ơi cái này lên tiếng mọi người thấy anh cười trừ rồi giờ đừng nói chắp tay cho em đi mọi người cho biết cái mọi người nhấp tay cho mình ba cái với em cả cho mình ơi nhấp tay mọi người ơi nhấp tay phải chưa nhấp tay đi ngoài bên đây đang hơn bên kia em muốn hơn bên kia nhấp tay ngoại ơi nhấp tay đi em muốn hơn bên kia ngoại nhai đồ ngoại ơi nhấp tay nhấp tay vừa à mới em sẽ lời mẹ em lên đi cây bánh nhau ngoài trời nó lôi phụ huynh vô kiểu này mà mẹ em bị cái thiền hoài không lẽ đang thiền lâu lên cây
Cái này ơi, tắm tay cho em được không ạ? Bữa giờ mày thấy anh hả? À, chắc anh bận lắm anh chị. Chị ơi, đứng chi lên chi. Chị ơi, mình thua điểm, mình thua điểm. Mình đang thua điểm, bên kia mình không được la. Khi đập đồng hồ mới được la. Thế nào quá mỏ. Cảm ơn xe đi. Nói đi, nói đi Trâm ơi, mày nói cho đã cái nư cho tao. Hồi nãy giờ cũng trong im lặng, bây giờ nói Linh Chi ơi, chị cảm ơn em vì đã yêu mến chị. Nhưng mà em chọn đồ Ali là em sai rồi đó. Trời ơi, nhắc tay mọi người, nhắc tay lên. Không ơi đâu, không ơi. Mọi người ơi, đừng chơi liền hôm điểm mọi người ơi, cố lên. Cảm ơn chiếc lá xanh nè. Bác chị không nghe gì hết, bác người ta nghe gì nè. Làm sao làm, đừng để thua bên bỏ đâu không nha nên. Mọi người ơi, nhắc tay cho mình mặt cười. Giây cuối mọi người ơi. Cảm ơn Quỳnh Bảo, cảm ơn Sơn, cảm ơn chị Huệ, cảm ơn Lê Lê mà. Cứu mọi người ơi, đừng để xuống. Không có đắp bồ, ta cảm ơn đọc Quỳnh Trang mà. Không có đắp bồ rồi, không có đắp bồ. Giây cuối mọi người, cảm ơn Cá, cảm ơn Đỗ Lê Kim Trinh ạ. Hôm nay có người mới, chắc mình phải phổ biến rộng rãi luật cho người mới đúng không? Cho bé Linh, cho bạn Linh Chi đúng không? À, hy vọng là Ali sẽ làm gương cho bạn nhé. 10 giây cuối cùng mọi người ơi, 10 giây. À mọi người ơi, cảm ơn chị Ru mày cứu em. Linh Chi, Linh Chi, Linh Chi, 3, 2, 1 mình làm gì nè, mình làm kêu người ta im lặng nha. 3, 2, 1. Chị Nhi và Billy cảm ơn chị. Cảm ơn Linh Chi, cảm ơn chợ mới vừa, cảm ơn bạn kia như Mon, cảm ơn thằng Nam, cảm ơn Tiên, cảm ơn Ngọc Hân, cảm ơn anh với chị nha. Người ta phải cảm ơn chốt cảm ơn. Cảm ơn chị Nhi yêu dấu mấy lời. Cảm ơn Sunny, cảm ơn Yến, cảm ơn Chiếc Lá, cảm ơn Hiền, cảm ơn Hoàng, cảm ơn Gia Đình Lục là Lục mình rất sao mấy cô. Cảm ơn anh Kê, cảm ơn anh. Ủa bên kia cảm ơn xong chưa? Bây giờ mới xong nè. Cảm ơn Sunny, cảm ơn Chiếc Lá Xanh, cảm ơn chị Tập Quá, cảm ơn chị Huệ, cảm ơn Trần Thị Hằng, cảm ơn Diệu, cảm ơn Bé Mèo, cảm ơn Vigo, cảm ơn Trúc Nhi, cảm ơn Quỳnh Bảo, cảm ơn tất cả mọi người đã nhấp tay về tặng quà giúp Bé Mèo, cảm ơn gia đình nhà mình nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Linh Chi ơi, bây giờ cảm ơn quá trời mà vẫn thua em á. Tính ra em chọn đúng người chị ha. Thì đó. Mọi người quay lại cái khúc này đi. Em ơi, vừa đúng người mà vừa đúng thời điểm nữa em á. Rồi xin lỗi gia đình hai tưởng tượng nha bên kia nhá. Bây giờ xin được phép để cho Linh Chi ra kèo ạ. Mời em. Thôi chị ra kèo đi. Thôi em ra đi, dù sao chúng ta cũng là một thuyền mà. Em cứ ra đi, cỡ nào gì với chị cũng được. Không mà chị ra đi. Hay là mình để cho ngoài ra đi em á. Đúng, cho ngoài đi ha. Ờ, cho ngoài đi. Trời ơi. Mua lửa gì đó. Mà kêu đi. Kêu mấy chị ra à? À, kêu hai con ra kè ra nhảy hip hop rồi mua lửa lăng quăng gì đó. Hai con ra kèo đi. Mua ngoại đi. Gái mua cho bà ngoại đi. Mua xa. Ok. Đứng lên. Cũng ra đến lớp. Cũng ra đến lớp. Trời ơi. Ở đâu mà tôi có cái người gì mà đứng ở ngoài cho nhỏ nhỏ nha. 2, 3. À, giống ngoại hả? Đứng
sao yên thế nhỉ? Trời ơi, em phải thể hiện là em thắng với chị chứ em đánh nhẫn nhào nha. Lỡ bà, người ta nhìn vô ta tưởng tụi em thua cùng sao? Được. Cô đại ca không thể hiện đây. Cô chỉ thắng được một kèo thôi. Kèo này đến chi, em có tính không? Dạ. Có mắt tính không? Dạ có. Vô lấy liền. Em mà đem cái kiếm vô là chuẩn bị rồi đó. Chuẩn bị rồi đó. Nhà chúng tôi đã chuẩn bị rồi đó. Khoan để em cái. Chơi. Đâu? Chơi. Chơi. Nhìn đây, cô ấy là ở đâu? Chơi gì lẫn lẫn đi, thua nhảy bóng bố đây. Nhảy cái gì? Nhảy bóng bố hả? Nhảy bóng bố, nhảy bóng bố. Có bao không ta? Em đội vô là coi như em không có bao thì chị lấy cái quần ống rộng chị chọt vô. Ok. Hello anh. Lấy quần ống rộng chọt vô. Ok. Vô. Vô. Một. Dạ. Đến lúc rồi mọi người ơi. Cảm ơn. Nói cho chị. Cảm ơn anh. Đừng để em lạc lõng giữa cái chốn dầu này. Cả nhà ơi, nhấp tay mọi người ơi. Everyone tap tap screen mọi người. Nhấp tay giùm em. Cố đi ca đi. Nhấp tay mọi người ơi. Nhấp tay cả gia đình mình ơi. Cả nhà mình nhấp tay lẹ lấy nhạc nha. Mình ơi đừng để cho mình nó nhỏ nha. Nhấp tay mọi người ơi. Nhấp tay để được mở nhạc mọi người ơi. Ôi trời ơi, nhấp tay gì ghê vậy? Ai chụp nè. Không biết luật chơi BK sao kể. Quá ồn nha. Tắt tiếng quá đây, ồn. Kệ tôi. Kệ tôi là kệ sao? Ủa, xíu mà mình chưa có chỉ bạn training bạn cái cách mà training rồi đó nhưng mà nó không nghe là con phải lì lắm. Training mấy lần rồi. Ồ, cái tính bạn này bướng nhỉ. Đúng. Nó rất bướng, nó không nghe ai hết. Lên. Làm gì vậy? Hello anh tính tôi. Chào chào Tan Nhi chị. Chào chào. Chào chào nè. Quẩy gì kỳ vậy mà. Quẩy vậy là đưa điểm đi ra xa vậy. Ủa sao mày không có đất mò ta? Mình quẩy kiểu bên ngoài đó. Mình đang quẩy kiểu bên ngoài mà. Này nhà mình nhấp tay đỉnh như ta. Tôi có lời khen cho mấy anh chị cho mấy bạn trong đêm tôi. Bữa nay nhấp tay quá đỉnh nha. Chắc bữa giờ Thiếu Thiên. Ủa cảm ơn Thương Nguyễn, cảm ơn Như, cảm ơn Gào Bi, Như Môn. Ủa sao không có đất bò ta? Cảm ơn Kai, Sap Boy, cảm ơn mấy chị nhiều. Ủa sao vậy? Như. Cảm ơn Thân Đen, cảm ơn Double T, đẹp quá anh ơi. Tại cắt cái nghèo đi rồi phải khác chứ đúng rồi đấy chị. Cắt đi cái nghèo. Cảm ơn Hiếu. Ủa, vẫn có bao bình thường nhiều. Mà sao lại không có double ta? Ờ sao hôm nay không có double ta? Hai chồng luôn á. Hai lần rồi đó. Chắc nó biết tôi giàu á mấy anh chị. Bắt tiểu quá, đi tiểu cái. Trời ơi, trời mặt đâm mà chạy kìa. Má ơi. Trời ơi. Không có double cho gì được. Xíu ơi.
là có thật sự là có thật sự là thích tôi chưa? Áo nữa. Ủa đi đâu vậy? Đi vệ sinh hả? Ủa bà đi vệ sinh à? Biết nữa. Cảm ơn bất cần hả? Ủa là đồng đội tôi là tôi một mình đi chơi hả? Dì của nhà anh chị ơi, không chơi vậy không có nhìn hai rồi. Mày ơi em vô rồi, em vô rồi. Ôi, cho tôi nói chuyện mấy giây cuối để tôi la làng lên coi. Anh chị ơi, cứu em một kèo thôi được không? Cho em đi. Mười giây cuối mấy anh chị ơi. Con người gấp lên đảo. Mấy anh chị ơi. Thư Nguyễn, cảm ơn Tiên Anh, cảm ơn chị Nhi. Chị tưởng mày ổn hả? Đây, cảm ơn chị. Linh ơi, mình mọi người mới đi xả xui về á. Em đi xả xui rồi. Ai sử dụng xui ta? Cái ngoài cũng lại cũng hết. Ơi người ta cảm ơn quá trời kìa, em cảm ơn ai ta? Chơi thắng là cái gì gọi là một cái gì đó nó chơi với cây màu cái gì đó gọi là hồi hộp. Chị Nhiếm nay comment hôm nay tao rảnh á hai. Sao nhìn mặt chị Hiền cho xíu. Hôm nay em sẽ tìm bệnh nhân cho chị. Em cảm ơn chiếc lá xanh nè, cảm ơn chị Huệ, cảm ơn chị Thủy, Shamani, cảm ơn Diệu, cảm ơn Bin Phan, cảm ơn Zing, cảm ơn Alula, cảm ơn Diệm Thuy, cảm ơn Mạnh, cảm ơn Kim Xuyên, cảm ơn tất cả mọi người đã nhận tay của tặng quà giúp em, cảm ơn gia đình nhà mình. Anh vui mà, anh khóc anh. Rồi mời hai chị chui vô cái ba bố. Cái quần nha, cái quần chọc quần vô hai ống đi. Nha. Quần ống rồng được. Ý là một cái quần tôi chọc vô hai cái giò đó. Hai cái giò, một cái quần tôi chọc vô hai cái giò. Sao mình không nói ngược lại là hai cái giò mình chọt vô một ống quần ta? Linh Chi ơi, em có phát biểu gì khi nhìn tất cả các idol em yêu mến trên đây chả kèo trước mặt em? Em mặc dù em rất nhưng mà em thích quá, em thích cái cảm giác nó hưng phấn đó chị. Linh Chi ơi, dạ. Nếu như được lựa chọn một lần nữa, dạ. Thì em có muốn đánh người ta một kèo nữa hay không? Tại vì mình chơi thường thường là ba kèo, nên nếu mà được một cơ hội nữa, em có muốn thắng nữa hay không? Suy nghĩ thật kỹ nha. Mày từ từ coi, mày gấp quá. Thôi em đồng ý, em theo chị. Thôi nhưng mà em đồng ý. Thôi nhưng mà em đồng ý nha mấy anh chị. Xong chưa? Rồi chưa? Rồi. Nhảy đi tầng 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 tầng. Nhảy đi bậy. Tầng tầng tầng. Ai cho đứng nhảy? Ngồi xuống. Ngồi xuống. Để hai đi chơi chung. Nhảy đi tầng 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 tầng. Nhảy đi bậy. Em khoe chị. Trời ơi, nhảy đi tầng 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 tầng. Nhảy đi bậy. Tầng tầng tầng. Rồi. Sấm nổ. Rồi. Tha thứ đó. Ủa xíu. Ý là cái bà này bắt kêu là bà idol mày hả xíu? Bà idol gì? Là cái bà này ba idol mà. Không biết đâu mà không có. Bạn nói bạn yêu mến xíu là yêu mến chân luôn á. Cần ở cái mức yêu mến thôi. Còn tôi mới là thần tượng. Khúc này tao không quen ai hết á. Khúc này tao không quen ai. Không biết là Linh Chi ơi, không biết bên kia thua hai trận như vậy rồi, không biết là còn sức để chịu đựng chơi với tụi mình. Chơi.
Mất hết ai trần mà làm gì căng gì vậy? Nhớ thua thì trả sao rồi đâu. Mười chục thôi. Mình thấy hai bạn hơi mệt đó. Mình thấy hai bạn ơi hơi mệt đó. Không mà, bình thường. Bình thường. Nhưng mà thì hai bạn đợi mình xíu nha. Để mình đánh hai má hồng cho hai bạn xíu chứ tán. Trời đất, đợi tái hơn rồi nó thấy hơi nhạt nhạt. Trời ơi, khi nào tôi thắng rồi tôi về. Có gì đâu mệt hả xíu? Đúng. Chân có gì đó? Không có mệt. Mệt gì đâu mệt. Gắn gỡ nghe nghe Linh Chi nói chưa? Đợi đi bạn, đợi đi bạn, Linh Chi đợi đi. Nghe con bé này thật là đáo để. Mọi người xin nhắc tay cho em cái điện mới mở nhà mọi người ơi. Ráng gỡ nha bên kia. Anh đánh tay gia đình ơi. Hầu quên không được mở nhạc. Mình là nãy giờ mình ngồi im rồi đó. Bây giờ mở nhạc thôi. Linh Chi muốn nghe bài gì? Cho em hơn mà Linh Chi đi. Mọi người nhấp tay cả nhà mình ơi. Everyone tap tap. Mình nên bài nghe bài ông bà già ta lo hết đi ha. Tại bữa nay bên nhà mình có mấy anh chị lo cho mình bảo kê mình đứng chống lưng. Em không uống nước nhưng mà mệt quá phải uống nước gia đình. Ông bà già ta lo hết remix cực mạnh. Yes. Bây giờ mình được đeo cái kính vô chưa giờ? Chưa mà. Đang thua. Càng mới mà, càng mới mà, càng mới mới. Ok thì đeo vô đi cho nó ngầu. Ok. Đeo vô đi bạn. Tao lấy cái chân. Cảm ơn Hân, cảm ơn Smile. Để mình làm hết ông bà già lo cho nó. Ông bà già ta lo. Trời ơi, đeo kính nữa kìa. Chị ơi, đeo kính nữa kìa chị. Cảm ơn Smile ngại dùm luôn á trời ơi, ngại dùm luôn á. Trời ơi. Cảm ơn chị gặp quá em, cảm ơn chị. Cảm ơn Chips à. Cảm ơn Tuy Khẩn ạ. Cảm ơn Chips, cảm ơn Như. Cứu đại ca đi mọi người ơi, đại ca bị quýnh tơi tả. Cảm ơn Khoa đã follow ạ. Cảm ơn Trâm đã follow ạ. Mở bàn cắt cái quần đi. Rồi. Dạ, mọi người nhắc tay giùm mình ba cái với em cả nhà mình ơi. Tụi tao chơi là phải chơi cho tới. Chơi thua là bán đồ chơi. Còn cái quần cũng bán chơi. Cỡ này không chị? À mình nói chuyện rồi, cái nhà của bạn là cái gì thôi, bạn hiểu không? Chứ không phải là tụi tôi không có đi lên. Gọi bác ấy ra đây. Tiếng xùi quá. Xùi quá. Tiếng xùi quá. Ủa sao lại không có Apple ta? Em cảm ơn Sai, thank you. Em cảm ơn chị Nhiễm, cảm ơn ba, cảm ơn Hân. Cảm ơn ba. Ba chọn không có Apple lần đầu tiên em chơi thấy luôn á. Em đi cái nghèo. Ok gì vậy ta? Đâu rồi, cái nghèo đâu rồi, cái nghèo đâu rồi, cái nghèo đâu rồi. Đâu rồi, mất tiêu rồi, trời ơi. Mình đã cho gỡ rồi đó. Anh ơi em muốn môi tôi đến lên lai được đào bờ. Muốn thấy một bóng hình gọi là bụt trong rung. Em chưa thể đến, đã có bao nhiêu đêm phải trả kèo. Một lý do cho idol đáng bơi. Em đã thương em đã cố gắng đúng. Ê 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
quan trọng là cái này nè. Dây của em. Mọi người cho em hãy xin hai giờ mãi định cái gì.